Thưa quý vị, khi tuổi tác ngày càng cao, con người càng dễ mắc các căn bệnh mãn tính, thậm chí là bệnh tật kép. Do đó, nhiều người già sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để tìm mua các loại thuốc, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng để chăm sóc, bồi bổ sức khỏe. Và đánh đúng tâm lý đó, hàng loạt sản phẩm, trong đó có nhiều loại là hàng kém chất lượng, được quảng cáo có chức năng phòng ngừa, điều trị bệnh tuổi già, bày bán tràn lan trên thị trường, khiến cho người dùng hoang mang, không biết đâu mà lần. Nhằm bảo vệ sức khỏe người cao tuổi và uy tín của các nhãn hàng đã được bảo hộ bản quyền, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hàng trăm vụ việc sản xuất, buôn bán sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi trong lĩnh vực này. Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày 24 tháng 2 năm 2023, qua kiểm tra đột xuất điểm tập kết kinh doanh hàng hóa tại một căn hộ thuộc khu chung cư ở quận Hoàng Mai, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện 3 tấn nguyên liệu thuốc và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, tương đương hàng triệu viên thuốc các loại, cùng gần 1 tấn bao bì, tem nhãn các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là Nguyễn Thị Kiều Anh, sinh năm 1991, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, có Facebook với tên Kiều Anh Nguyễn, Elisan, không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào để chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến việc kinh doanh các loại hàng hóa nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, đưa đối tượng vi phạm ra xử lý ở mức độ nghiêm khắc nhất. Có thể nói, hiện nay thị trường thực phẩm chức năng nói chung và sản phẩm dinh dưỡng cho người già nói riêng đang thật sự hỗn loạn, vàng thau, thật giả lẫn lộn. Không ít người cao tuổi đã mất tiền oan vì mua phải sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nghe theo những lời quảng cáo thổi phồng trên mạng, bà Phạm Thị Thanh Nga, quận Đống Đa, Hà Nội đã chi gần 5 triệu đồng để mua hàng loạt sản phẩm dinh dưỡng được giới thiệu là thuốc bổ, có công dụng thần kỳ đối với sức khỏe. Nhưng khi nhận hàng mới thấy thông tin trên sản phẩm không đáng tin cậy, khiến bà rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Bỏ thì tiếc, mà uống thì lo. Quảng cáo một cách rất là khéo léo, đến cuối cùng là mình mua một đống sản phẩm, một đống tiền. Đấy mà là mình là ở ngay thành phố Hà Nội nhé, mình còn mắc lừa như thế. Thì đến bây giờ thuốc vẫn để trong nhà mà không biết là cái sản phẩm đấy đã được qua kiểm nghiệm hay chưa, đã có dùng có đúng như với như cái điều họ quảng cáo hay không. Trước thôi là bị hoa mắt chóng mặt, thì là mấy ông bạn ông mách nha đi uống ít thuốc bắc. Thế là uống xong một thời gian nó mặt như chân tay nó to, đâm là phù dữ nước. Nó thỉnh thoảng nó mệt mỏi với cả nó chóng mặt. Tôi nhập viện là tình trạng nó bị phù mặt, phù chân. Mà chân tay cứ va đâu tìm lại, suy thượng thận mới giữ nước. Thực tế đã có nhiều người già, tiền mất tật mang, thậm chí phải nhập viện cấp cứu và chịu những hệ lụy nặng nề vì sử dụng thuốc bổ, thực phẩm chức năng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là mối nguy rất khó ngăn ngừa bởi gian thương sử dụng muôn nghìn chiêu trò tinh vi nhằm lừa mị khách hàng. Với tâm lý muốn thoát khỏi bệnh tật, khỏe mạnh, sống lâu, người cao tuổi dễ dàng bị thuyết phục, sẵn sàng mở hầu bao để mua sản phẩm dinh dưỡng trôi nổi mà không tham khảo ý kiến của y bác sĩ, để rồi phải gánh chịu những hệ lụy khôn lường. Mới đây, sau khi phát hiện và thu giữ một lô thực phẩm chức năng trôi nổi, lực lượng chức năng đã gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội để xét nghiệm. Kết quả cho thấy bên trong sản phẩm trà thảo dược có chứa sibutramine và ciproheptadine. Đây là hai loại chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vì chúng có thể gây đột quỵ, tổn thương não, nhồi máu cơ tim và nhiều nguy cơ nguy hiểm khác cho người sử dụng. Vậy người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phải làm thế nào để không mua phải sản phẩm dinh dưỡng là hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi, kém chất lượng? Cái thuốc mà không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mà dùng cho bệnh nhân ấy, một là sẽ ảnh hưởng đến các cái chức năng gan thận cho bệnh nhân. Vì chúng ta không biết rõ được những hàm lượng nó ghi rõ ở trong đấy. Thứ hai, những thuốc đấy, trong những thuốc đấy có thành phần mà nó sẽ có thể không có ích cho cơ thể. Thứ ba nữa là nhiều thuốc ta dùng thì nó không, những cái thực phẩm chức năng, những cái thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đó thì không có những cái hoạt chất mà đã được khuyến cáo được dùng để điều trị bệnh nhân hiện tại. Bên cạnh đó, những cái thuốc đấy thì
không rõ ngày sản xuất, không rõ hạn sử dụng, và cái chế việc chế biến bảo quản cũng như là tinh chế cái dùng cho bệnh nhân thì nó sẽ lẫn những tạp chất có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc với cơ thể. Còn bên cạnh nữa thì mỗi bệnh nhân trên thực tế lâm sàng, có những bệnh nhân điều trị bệnh đái tháo đường là những người lớn tuổi, chúng tôi thậm chí cũng phải giảm liều thuốc theo chức năng gan thận của bệnh nhân, thì việc dùng các cái thuốc thực phẩm chức năng mà không rõ xuất xứ thế thì nhiều khi nó có hàm lượng những cái chất mà gây độc với cơ thể. Người già đều đã hết độ tuổi lao động, sức khỏe yếu, thu nhập thấp, trong khi chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng cao. Họ là đối tượng yếu thế, cần được sự quan tâm, bảo vệ của toàn xã hội. Tuy nhiên, vì ma lực đồng tiền, nhiều đối tượng gian thương đã bất chấp tất cả để lừa đảo những đồng tiền ít ỏi của ông già, bà lão. Vậy nhà chức trách đã và đang có những giải pháp cụ thể nào để đối phó với vấn nạn đáng lên án này? Theo quy định pháp luật thì có rất nhiều những cái mức xử phạt với những cái số tiền khác nhau theo cái trị giá của hàng hóa vi phạm. Trong năm 2022 thì đội quản lý thị trường số 12 cũng đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính với cái số tiền là gần 10 tỷ đồng. Cơ quan quản lý thị trường cũng đã phối hợp với các cái sàn thương mại điện tử, ví dụ như Tiki, Lazada, Sendo. Từ đó thì thông qua cái hoạt động tổ chức cá nhân kinh doanh online trên mạng thì chúng tôi sẽ tiến hành xác minh, làm rõ những cái tính hợp pháp của hàng hóa, đồng thời kiểm tra xử lý nghiêm đối với những cái gian hàng có cái dấu hiệu vi phạm. Thưa quý vị, thực phẩm chức năng được coi là có lợi cho sức khỏe, giúp ngăn ngừa thiếu hụt về dinh dưỡng, hỗ trợ bổ sung các chất cần thiết cho cơ thể. Vậy nên sản phẩm này được nhiều người, đặc biệt là các bậc cao niên lựa chọn sử dụng hàng ngày. Chính vì thế đây là một trong những mặt hàng bị làm giả, làm nhái rất nhiều. Hệ lụy của việc sản xuất, buôn bán thực phẩm dinh dưỡng giả mạo là rất nghiêm trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc của người dân mà còn gây thiệt hại cho các doanh nghiệp đã được bảo hộ bản quyền. Vậy hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Kính mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục Pháp luật và chính sách ngay sau đây. Theo Điều 194 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức, buôn bán qua biên giới, hàng giả trị giá từ 150 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tổn cơ thể từ 31% đến 60%, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 500 triệu đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng, gây tổn hại sức khỏe của người khác từ 61% trở lên, gây tổn hại cho sức khỏe cho nhiều người mà tổng tỷ lệ tổn thương từ 61% đến 121% hoặc làm chết người thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính 2 tỷ đồng trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nhiều người mà tổng tỷ lệ tổn thương từ 122% trở lên hoặc làm chết nhiều người thì bị phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, người phạm tội còn bị phạt tiền, cấm hành nghề, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trường hợp pháp nhân phạm tội thì bị phạt tiền cao nhất đến 20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Thưa quý vị, hành vi sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm chức năng giả, đặc biệt là sản phẩm dinh dưỡng cho người già, có xu hướng dịch chuyển từ nhỏ lẻ thành đường dây, ổ nhóm, lớn, liên tỉnh, thậm chí là xuyên quốc gia với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Song vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, mọi hành vi bất chính của gian thương không thể qua mắt lực lượng chức năng. Sau đây là một trong rất nhiều ổ nhóm sản xuất, buôn bán thuốc tây giả mà lực lượng chức năng đã triệt phá trong thời gian vừa qua. Ngày 31 tháng 5 năm 2023,
Đội Quản lý Thị trường số 1 và số 25, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà cấp 4 nằm sâu trong khu dân cư ở thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, đã phát hiện 12.000 lọ thực phẩm chức năng giả đã được đóng gói thành phẩm với bao bì nhãn mác bắt mắt. Nhìn bên ngoài, người tiêu dùng rất khó để có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả vì tem mác gần như giống hệt nhau. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 thanh niên đang dán các nhãn hiệu như Lady, Veba, X-Chaman, Hippoly, Hebora Collagen Enrich, Collagen Topquin News, Glucosamine, Bora cùng tem chống hàng giả lên vỏ hộp sản phẩm. Điều đáng nói là mặc dù ra lò tại một căn nhà cấp 4 ẩm thấp, bẩn thỉu, mất vệ sinh, nằm ngay trong khu dân cư ở ngoại thành Hà Nội, nhưng đa phần các vỏ hộp đều gắn nhãn mác của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, xuất xứ từ các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Ngoài số thành phẩm nói trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 4.070 lọ nhựa không có nhãn mác, đựng 20 viên sủi mỗi lọ, 67 kg thuốc viên các loại không có nhãn mác, 44.656 chiếc tem nhãn mác các loại có chữ Lady, X-Chaman, Toka, Veba, tem chống hàng giả, 15.476 chiếc vỏ hộp giấy các loại. Tại thời điểm bị kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở. Qua đối chứng với người đại diện của một số công ty có hàng hóa với tên gọi bao bì giống với sản phẩm được phát hiện tại cơ sở này, được biết toàn bộ sản phẩm trên đều là hàng giả, hàng nhái. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ, đưa các đối tượng liên quan ra trừng trị trước pháp luật. Thưa quý vị, theo thống kê của các cơ quan nghiên cứu xã hội, dân số Việt Nam đang dần bị già hóa, có nghĩa là lượng người sử dụng thực phẩm dinh dưỡng sẽ ngày càng cao. Người dân tìm tới thực phẩm chức năng với mong muốn là tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe. Nhưng nếu dùng phải hàng dởm, hàng kém chất lượng thì chẳng những không lợi ích gì mà thậm chí còn hủy hoại sức khỏe. Chính vì thế, các chuyên gia khuyến cáo khi sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, người cao tuổi cần cẩn trọng, lựa chọn kỹ càng. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ, tránh tiền mất tật mang. Về phía cơ quan hữu quan, mong rằng tới đây, các ban ngành chức năng sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa nhằm ngăn chặn triệt để những hành vi vi phạm pháp luật này. Chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau.